Và ngày hôm nay, Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về hai cái từ Pamada và Appamada và cái sự khác biệt của hai cái từ này. Là được hai cái từ này, Pamada là được dịch là không có chú ý, không có chú tâm, không có tỉnh giác. Và Ngài cho cái thí dụ như là nếu mà có hai người, một người cao, một người thấp, mà nếu mà mình để hai cái người đó và so sánh thì cái người nào mà cao đó, thì là cái sự cao của họ sẽ nổi bật trội hẳn lên, và cái người nào thấp thì cái sự thấp của họ cũng sẽ nổi bật lên. Cũng tương tự như là để một cái gì đẹp và xấu cạnh nhau mà so sánh thì sẽ thấy cái vẻ đẹp hay là cái sự xấu nó nổi bật lên. Một cái ví dụ khác là cái sự thiện và bất thiện. Và thiện là những cái gì mà một người làm để mang lại cái sự lợi ích. Bất thiện là cái gì mà một người cần phải tránh không làm. Thì nếu mà mình đem hai cái này ra mình so sánh thì mình sẽ hiểu nó rõ ràng hơn. Thì cũng tương tự như vậy, Ngài sẽ giảng nghĩa cái chữ Pamada và Appamada, rồi so sánh hai cái chữ này, thì nhờ như vậy mà chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Và ngày hôm qua Ngài có giảng nghĩa cái chữ, cái gốc chữ Mada là một cái gốc hay là một phần của cái chữ Pamada đó. Thì cái chữ Mada ngày hôm qua Ngài giảng là say, say mê hay là điên rồ. Và Ngài có cho một cái thí dụ là dựa trên cái bản tính hay là cái điều kiện của một người, chẳng hạn như là một người đó thật là giàu có hay là rất là thành công trong công việc làm ăn hay là rất là đẹp đẽ, vân vân. Người đó có thể bị say mê, cuồng đắm ở trong cái tình trạng đó của mình. Và cái người đó có thể trở nên điên rồ, không có kiểm soát được. Và sau này người đó sẽ làm những cái hành động mà thiếu kiểm soát. Thì cái từ Pamada có nghĩa là quên, lơ là, không có chú tâm, không có chú ý. Quên, không có tránh, làm những cái việc bất thiện, không có lợi. Và quên, làm những cái việc thiện mang lại lợi lộc. Thì cái từ Appamada, tỉnh giác, chú ý, chú tâm, thì là đối ngược lại với lại cái từ Pamada. Và Đức Phật có giảng ở trong cái kinh Vibhanga là một phần của cái vi diệu pháp đó, về cái hai cái chữ này, hai cái từ này. Và Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe dựa theo những cái lời giảng của Cố Hòa Thượng Mahasi Sayadaw. Thì cái từ Pamada có cái đặc tính là để cho cái tâm nó đi bông lung mà không có kiểm soát, không có sự kiểm soát của chánh niệm. Đó là cái đặc tính của cái sự lơ là, không có chú ý, không có tỉnh giác. Thì một người mà có cái Pamada, tức là sẽ lơ là, không có chú tâm, để cho tâm đi một cách tự do, không có kiểm soát, không có biết kềm chế cái tâm của mình với chánh niệm. Và cái công năng của cái Pamada là để cho cái tâm đi bông lung mà không có kiểm soát. Cái sự biểu hiện của Pamada là thiếu chánh niệm. Cho nên một người lơ là, thất bại, không có chú tâm. Thì cái điểm chánh là khi mà một người mà có Pamada, tức là lơ là, không có tỉnh giác, thì cái đặc tính là để cho cái tâm nó đi tự do, buông lung, không có kiểm soát.
Nếu mà một người không có kiểm soát cái tâm với chánh niệm thì cái tâm nó sẽ đi đó đây, thiếu kiểm soát. Chúng ta có thể tóm tắt những cái lời dạy của Đức Phật bằng cái câu pháp giới. Pháp có nghĩa là những cái lời dạy, những cái lời hướng dẫn để cho chúng sanh làm những cái điều thiện. Và một người cần phải theo, phải làm theo pháp, hay là làm theo đúng những cái lời hướng dẫn, những cái lời dạy của Đức Phật để có thể đạt được những cái sự lợi ích. Còn giới ở đây tức là kỷ luật, giới luật, những cái điều mà Đức Phật đã đặt ra để mà ngăn cấm chúng sanh làm những cái điều mà sẽ mang lại cái sự tai hại cho mình. Chẳng hạn như những cái giới luật dạy chúng sanh đừng có nói như thế này, đừng có suy nghĩ như thế kia. Nhờ như vậy mà chúng sanh biết tránh làm những cái việc mà đem lại cái sự ác hại. Nếu mà một người muốn làm một cái việc gì mà được thành công thì người đó phải làm với cái kỷ luật. Có nhiều người nói rằng vì tôi làm một cái việc này mang lại lợi lạc và kỷ luật không có cần thiết. Nói như vậy không có tốt. Khi mà làm một cái việc gì mà tốt đẹp thì phải làm việc ấy với cái kỷ luật. Đức Phật đã đặt ra những cái lời dạy để cho mang lại những cái điều tốt cho chúng sanh trong kiếp này và trong những kiếp tương lai, đem lại những cái sự lợi lạc cho chính mình và cho những kẻ chung quanh mình. Đức Phật cũng đã dạy những cái giới luật để cho chúng sanh biết làm và để không có bị nguy hại đến chính mình. Nói tóm lại, Dhamma Vinaya, tức là pháp giới, là những cái lời dạy của Đức Phật. Những cái lời dạy của Đức Phật nó rất là chính xác và gọn ghẽ. Đức Phật dạy làm những cái việc gì mà mang lại lợi lạc, tránh làm những cái gì mà đem lại những sự tai hại. Những cái điều lợi làm sẽ mang lại cho chúng sanh trong kiếp này và trong tương lai. Đức Phật dạy chúng sanh bố thí, cho đi những cái vật với cái tác ý đúng. Đức Phật dạy chúng sanh giữ giới để cho thân và khẩu được trong sạch. Đức Phật dạy chúng sanh cái cách thanh lọc tâm, rèn luyện tâm để mà phát triển cái tâm để có được trí tuệ. Những chúng sanh nào lơ là, quên, không có chú ý làm những cái việc thiện, chẳng hạn như là bố thí, trì giới, tham thiền, vân vân, thì sẽ không có gặt hái được những cái sự lợi lạc. Ở trong giới luật thì Đức Phật dạy chúng sanh, Đức Phật dạy chúng sanh với cái tâm đại từ bi của Ngài, dạy chúng sanh chánh, không có làm những cái điều bất thiện, chẳng hạn như giết người, cướp của, vân vân. Và những cái lời dạy này giúp cho chúng sanh tìm cách chánh, tìm cách chữa, sửa, tìm cách đè nén những cái việc làm bất thiện. Nếu mà một người không có chú ý, lơ là để làm những cái việc thiện thì người đó sẽ thất bại. Người đó không có chú ý, lơ là vì cái tâm của họ có cái pamada, tức là có cái sự lơ đãng, không có chú tâm. Họ sẽ không có gặp những cái sự lợi lạc, họ không có mang lại được những cái sự lợi lạc, và họ sẽ gặp những cái sự đau khổ. Khi mà một người mà không có chú ý, chảnh mãn, lơ là, thì người đó sẽ đi xuống
cái phẩm chất của họ sẽ trở nên thấp hèn. Họ sẽ là một người thấp hèn ở trong cái đời sống này. Khi mà một người thất bại trong cái việc giữ giới thì người đó không có xứng đáng là một cái con người. Nếu mà cái tâm của người ấy không có trong sạch thì cái tâm của người đó không phải tâm của một con người. Và nếu người đó không có trí tuệ thì những cái gì mà họ biết không phải là cái sự hiểu biết của một con người. Có hai điều mà một người cần phải làm. Thứ nhất là phải làm những cái điều, những cái việc mà một người cần phải làm. Và thứ hai là phải tránh những cái việc mà một người cần phải tránh. Và tương tự như vậy thì có hai cái sự sao lãng, có hai cái sự quên. Cái thứ nhất là quên không có làm những cái điều mà đáng làm. Và thứ hai là quên không có tránh làm những cái điều mà đáng tránh làm. Nếu mà một người quên không có làm những cái việc tốt, những việc nên làm, thì nó cũng không có hại cho lắm. Người đó chỉ có không có gặt hái được những cái điều tốt cho mình mà thôi. Nhưng mà nếu mà người đó quên không có tránh làm những cái điều đáng tránh thì nó sẽ tai hại hơn nhiều. Người đó sẽ làm những cái việc bất thiện qua thân khẩu ý để cho tâm nó tự do, muốn làm gì thì làm, sẽ mang lại nhiều điều tai hại. Lúc đó họ sẽ nghĩ rằng đời sống của họ được trọn vẹn vì nó được hoàn toàn tự do. Và họ để cho cái tâm của họ làm những cái điều bất thiện qua thân khẩu ý, thân, tâm, cái tư cách của họ rất là thấp kém, thô lỗ, không có học, tâm của họ nóng bỏng, họ sẽ chịu đau khổ và những người chung quanh họ cũng sẽ bị hại theo họ. Phần lớn những cái người mà làm những cái điều bất thiện là vì họ không có kiểm soát. Họ nghĩ rằng họ sẽ có một cái sự hạnh phúc ở một cái mức độ nào đó và họ quên không có thực hành những cái điều mà đức độ, và khi mà họ mất đi thì họ sẽ chết trong cái sự sầu khổ và sau cùng họ sẽ tái sanh vào những cái cảnh thấp hèn. Đó là cái kết quả của cái sự sao lãng, quên, không có tỉnh giác, những cái kết quả thật là xấu. Ngày nay có rất là nhiều quốc gia tiến bộ nhiều trên phương diện kỹ thuật, và con người sống ở trong những cái quốc gia này thì sống với cái sự tự do và họ để cái tâm của họ đi đó đây tự do, không có kiểm soát, và cái tâm chỉ có chạy theo những cái sự hạnh phúc, những cái lạc thú. Họ để cho thân khẩu ý của họ dơ bẩn, tâm thô lỗ, cọc cằn, và họ đau khổ. Và họ cứ tiếp tục đi theo những cái điều này và họ sống cái cuộc đời của họ như vậy. Nhưng mà dựa trên cái sự cẩn thận, thận trọng, một người sẽ làm những cái điều gì mà có lợi ích. Họ làm theo những pháp giới, những cái lời hướng dẫn của Đức Phật để làm những cái điều mà mang lại cái sự lợi lạc cho họ. Tuân theo giới luật để mà họ sẽ không gặp những cái sự hiểm nguy. Một người cố gắng tránh làm những cái việc thì xem như là phải chịu đau khổ, là vì họ nghĩ rằng cái tâm của họ không có được tự do. Nhưng mà thật sự ra khi mà họ kiểm soát cái tâm của chính họ thì cái thân khẩu ý của họ sẽ trở nên trong sạch. Và cái tâm mà càng trong sạch bao nhiêu
thì cái tư cách của họ sẽ trở nên tốt đẹp bấy nhiêu. Tư cách trong sạch, nhẹ nhàng, đáng yêu, có văn hóa, có dạy, có học. Đó là cái sự ích lợi của một người mà biết kiểm soát chính mình. Và khi mà họ có cái sự kiểm soát tốt, họ làm những cái việc thiện thì họ sẽ không có gặp đau khổ. Một người đừng có nghĩ rằng đó là một cái gánh nặng mà để kiểm soát cái thân khẩu ý của mình. Khi mà kiểm soát thân khẩu ý của mình sẽ gặt hái được rất là nhiều những cái sự lợi lạc. Và không những như vậy, những người khác cũng sẽ gặt hái được những cái sự lợi lạc ấy. Cái thế giới sẽ trở nên rất là bình yên. Nếu mà một người thiếu chánh niệm thì cái thế giới riêng của mình sẽ bị tiêu diệt, không có yên bình. Nếu mà một người biết kiểm soát chính mình thì cái thế giới riêng của mình sẽ trở nên an tịnh, bình yên. Nếu mà một người không có giải thoát khỏi những cái kẻ thù thì họ sẽ gặp những cái hiểm nguy. Đức Phật ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, trong cái bài kinh Kẻ Thù và Sự Sợ Hãi, Virapaya Sutta, có dạy rằng có hai cái loại kẻ thù, một cái loại kẻ thù ở bên trong và một cái loại kẻ thù ở bên ngoài, nội thù và ngoại thù. Cái loại kẻ thù ở bên ngoài thì có cái dáng của một cái người, của một con người. Còn cái nội thù thì có cái dáng của những cái điều bất thiện và những cái phiền não mà nó nằm ở trong. Cái kẻ thù ở bên ngoài thật ra không có đáng sợ bằng cái kẻ thù ở bên trong. Vì cái kẻ thù ở bên trong sẽ gây cho chúng ta rất là nhiều những cái trở ngại. Khi mà một người có tham và sân ở cái độ cùng cực thì người đó trở nên ích kỷ, không có muốn những người khác tốt đẹp. Người đó sẽ có những cái sự sân hận đối với những kẻ khác, không có tâm từ bi, ác độc đối với người khác. Họ sẵn sàng làm những cái việc ác độc qua thân khẩu ý, và vì như vậy mà họ sẽ bị hại, họ sẽ bị nguy hiểm. Và vì những cái phiền não ở bên trong mà họ sẽ gặp những cái điều nguy hiểm, vì họ làm những cái điều bất thiện. Thì những cái phương pháp mà Đức Phật dạy để gội rửa những cái phiền não theo từng cấp bậc một, thì Đức Phật đã dạy cái cách để gội rửa những cái phiền não thô, chung và vi tế. Đối với những cái phiền não thô thì Đức Phật dạy cái phương pháp để mà tránh. Đối với những cái phiền não chung thì Đức Phật dạy cái phương pháp để mà sửa, để mà chữa nó. Và đối với những cái phiền não mà vi tế thì Đức Phật dạy những cái phương pháp để mà đè nén nó và bật gội rửa nó, bật gốc của nó qua cái pháp là giới, định và huệ. Khi mà một người gặp cái kẻ thù bên ngoài thì có thể gặp lúc này hay là lúc khác, không có đáng sợ. Đáng sợ hơn là những cái kẻ thù ở bên trong. Nếu mà một người không có biết kiểm soát cái tâm của mình với chánh niệm thì cái kẻ thù bên trong, tham sân si, có thể bộc phát đến một cái mức độ cùng cực. Và khi mà cái tham và cái sân nó ở cái cao độ thì một người sẽ hành hạ kẻ khác, ăn cắp đồ của người khác, phạm tà dâm,
nói dối với người khác, sử dụng những cái chất say, nghĩ rằng dùng những cái chất này là tốt, vân vân. Khi mà một người có cái tham sân si ở cái mức độ cao thì người đó sẽ gặp cái kẻ thù ở bên trong. Nếu mà không có gội rửa được cái kẻ nội thù này thì người đó sẽ sống ở trong cái sự sợ hãi, người đó sẽ có những cái sự ân hận, và vì ân hận mà họ sẽ chỉ trích chính mình, và họ sẽ gặp cái sự nguy hiểm đó là tự chỉ trích mình. Không những vậy, họ còn bị chỉ trích bởi những người chung quanh, họ sẽ bị những người chung quanh xem thường. Nếu mà một người làm một cái hành động gì mà phạm pháp thì sẽ bị pháp luật trừng trị, họ sẽ gặp cái sự nguy hiểm với chính phủ, với chính quyền hay là những người mà có quyền. Khi mà họ làm những cái điều bất thiện vì cái tác ý bất thiện thì họ sẽ tái sanh vào cái cảnh khổ. Lúc đó họ gặp cái sự nguy hiểm là tái sanh vào những cái cảnh thấp hèn. Và một người sẽ sợ hãi khi mà họ làm những cái gì mà sái quấy, thì những cái sự nguy hiểm trên đều dựa vào cái kẻ thù ở bên trong. Nếu mà một người mà không có chiến thắng được cái kẻ thù ở bên trong thì họ sẽ gặp những cái sự nguy hiểm. Lúc nào họ cũng sẽ lo sợ, họ sẽ đau khổ. Cho nên chúng ta cần phải thực hành để mà có thể chiến thắng được cái kẻ nội thù, để cho chúng ta có thể giải thoát, không có còn sợ hay là gặp những cái điều nguy hiểm. Con người thì làm những cái việc bất thiện có hai lý do. Cái thứ nhất là họ không có biết là những cái kẻ nội thù này là đáng sợ, và họ không có thấy được những cái điều xấu khi mà làm những cái điều thiện, tức là nó sẽ mang lại những cái kết quả xấu. Họ không có sợ, họ không có mắc cỡ khi mà họ làm những cái điều bất thiện. Họ bị cái kẻ nội thù đè nén. Họ làm những cái việc bất thiện, chẳng hạn như giết người, cướp của, vân vân, không có sự kiểm soát. Khi mà một người thiếu cái sự kiểm soát của chính mình thì người đó sẽ làm hại cái phẩm chất của mình. Họ không xứng đáng là một con người. Những người chung quanh họ cũng sẽ bị hại, hại về thân thể, hại về tinh thần. Khi mà họ không biết những cái điều bất thiện là đáng chê trách, đáng sợ, thì họ làm cái phẩm chất của họ trở nên thấp hèn. Họ đay nghiến những người khác. Là một con người, chúng ta cần phải mong cho những người chung quanh của chúng ta được những cái điều tốt đẹp. Chúng ta phải có tâm từ đối với người khác. Khi mà chúng ta có tâm từ thì chúng ta mong cho những người khác được tốt đẹp. Chúng ta sẽ có cái sự kiên nhẫn, cái sự tha thứ, cái tâm bi đối với những người khác. Những ai mà thiếu tâm từ, tâm bi thì họ sẽ ác độc đối với những người khác. Họ sẽ không có cái sự tha thứ, không có kiên nhẫn đối với người khác. Khi mà người khác làm một cái điều gì bậy hay là trái ý họ thì họ sẽ phản ứng ngay lập tức với cái sự ác độc, dễ hầu hại cái người khác. Khi mà mình hại một cái người khác thì thật ra mình đã thiêu hủy
cái phẩm chất của mình, mình sẽ bị những cái người chung quanh chỉ trích. Làm những cái điều bất thiện là vì không có biết, là những cái điều bất thiện này là đáng chê, đáng sợ. Mà vì không biết như vậy, cho nên có người không có kiểm soát cái tâm của họ, và họ sẽ gặp đau khổ. Khi mà một người thiếu tâm từ, tâm bi, thì người đó sẽ không có bảo vệ người khác, người đó sẽ không có kiểm soát chính mình. Vào thời nay, rất là nhiều người thì như vậy. Họ không có tâm từ bi, họ không có kiểm soát chính họ, họ làm hại những cái người khác, và họ nghĩ rằng đây là những cái điều làm vui sướng, thỏa thích, và để cho cái tâm của họ được hoàn toàn tự do, không có kiểm soát. Khi mà chúng ta đọc cái bài kinh Tâm Từ, có cái câu Avera Hontu, có nghĩa là mong cho tất cả các chúng sanh thoát khỏi cái sự nguy hiểm. Thì cái nghĩa của cái chữ nguy hiểm này, hay là thoát khỏi cái kẻ thù, thì có nghĩa là thoát khỏi cái kẻ nội thù. Cái kẻ nội thù với cái hình dáng là những cái việc làm bất thiện, hay là những cái phiền não ở trong tâm. Nếu mà một người mà có tham sân si cùng cực, thì người đó sẽ làm những cái việc bất thiện, và sau cùng người đó sẽ gặp những cái sự nguy hiểm. Khi mà một người chưa có giải thoát khỏi những cái kẻ nội thù này, thì người đó vẫn còn gặp những cái sự đau khổ. Khi mà một người giữ năm giới trong sạch, thì hãy tưởng tượng xem cái đời sống của người đó nó như thế nào. Khi mà người đấy giữ năm giới thật là trong sạch, và chúng ta hãy tưởng tượng xem cái đời sống nó sẽ như thế nào nếu mà tất cả mọi người giữ năm giới trong sạch, không có sự giết người, cướp của, tà dâm, nói dối, vân vân, không có bị cái kẻ nội thù xâm chiếm. Và khi mà chúng ta đọc cái câu Avera Hontu, mong tất cả các chúng sanh thoát khỏi cái kẻ thù, thì cũng đồng nghĩa là chúng ta mong rằng tất cả các chúng sanh có thể giữ được năm giới một cách trọn vẹn, và nhờ đó mà họ sẽ thoát khỏi những cái sự nguy hiểm. Đó là cái ý nghĩa của cái chữ Avera Hontu khi mà chúng ta đọc cái bài kinh Tâm Từ. Những cái sự nguy hại mà mình mong cho các chúng sanh thoát khỏi, nhờ họ giữ ngũ giới trong sạch. Và khi mà họ giữ ngũ giới trong sạch, thì nó sẽ đưa đến một cái thân tốt đẹp và một cái tâm hạnh phúc, để cho chúng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi cái kẻ nội thù. Thì chúng ta cần phải đắc cái tầng thánh nhập lưu, cái tầng thánh thứ nhất. Nhưng mà khi mà nếu mà một người chưa có đắc cái tầng thánh, nhưng mà hành thiền giới định huệ, thì người đó sẽ được giải thoát khỏi những cái kẻ nội thù trong từng khoảnh khắc. Khi mà một người hành thiền minh sát, người ấy sẽ phát triển cái tuệ minh sát theo từng lớp một, và sau cùng người đó đắc cái đạo quả. Nhờ đắc đạo quả mà người đó sẽ hoàn toàn được giải thoát bởi những cái kẻ nội thù. Người đó sẽ không có còn sợ gặp những cái điều nguy hiểm. Khi mà một người được như vậy, thì người ấy được nói là đã đạt được cái mục đích. Mục đích đó là thoát khỏi cái kẻ nội thù và thoát khỏi những cái sự hiểm nguy. Bằng cách đi trên cái con đường minh sát, một người sẽ đạt được cái đích, đó là thoát khỏi cái kẻ nội thù, thoát khỏi cái sự hiểm nguy. Ngài Thiền Sư mong rằng
tất cả các thiền sinh sẽ đi thẳng trên cái con đường minh sát, và nhờ đi trên con đường này mà sẽ đến cái đích, và mong rằng tất cả các thiền sinh sẽ đạt được cái đích này. À.